Dù đã vào ở được gần 4 năm, nhưng hơn một nửa các hộ dân ở chung cư BMM vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Đây là một trong 17 chung cư tại Hà Nội vi phạm về phòng cháy chữa cháy ở trong tình trạng không thể khắc phục được. Và đến thời điểm này thì đây cũng là công trình mà chưa được các cơ quan chức năng đưa vào nghiệm thu. Điều này có nghĩa là quá trình cấp sổ đỏ cho người dân ở đây vẫn không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện được. Không những xây vượt 2 tầng so với thiết kế phê duyệt, chủ đầu tư còn cho thuê một tầng làm xưởng may hoạt động nhộn nhịp ngay trong khu chung cư. Những sai phạm này khiến việc khắc phục hệ thống phòng cháy chữa cháy trở nên nan giải. Năm 2017 thì Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã ra cái quyết định là đình chỉ toàn bộ tòa nhà BMM do chưa được nghiệm thu và đã đưa vào sử dụng. Vì vậy nên là tất cả những cư dân sống ở đây bây giờ nghiễm nhiên trở thành cái người mà ở tại nhà mình nhưng lại là ở sai pháp luật. Vì vậy nên là cái việc cấp sổ đỏ cho cư dân lại càng khó khăn hơn. Còn chung cư Star City tại quận Thanh Xuân này từng có giá bán lên tới hơn 50 triệu đồng một mét vuông. Đến nay sau 3 năm vào ở, chủ đầu tư chưa hề hoàn công nghiệm thu công trình. Cho nên quyết làm cam chịu, người dân chưa thể được cấp sổ đỏ cho các căn hộ bạc tỷ của mình. Nó không như một cái tài sản mình không thể sử dụng được, mình chỉ ở mà mình không sử dụng được ấy. Bây giờ muốn ví dụ có những nhà người ta muốn đầu tư này hay muốn buôn bán giao dịch gì nó cũng khó và nó mất giá rất là nhiều. Tòa nhà cũng chưa hoàn công nên chúng tôi cũng không thể làm gì được để mà làm sổ đỏ được. Câu hỏi đặt ra là tại sao một công trình lớn nằm ngay giữa tuyến đường trung tâm chưa được nghiệm thu, chưa đảm bảo an toàn vẫn nghiễm nhiên được đưa vào sử dụng. Bất ngờ là đại diện quận Thanh Xuân cho biết, dù là công trình xây dựng trên địa bàn, nhưng quận lại không có chức năng đi nghiệm thu. Cái công trình cấp 3 trở lên thì thuộc là do Sở Xây dựng hoặc là Cục Quản lý Chất lượng của Bộ Xây dựng sẽ nghiệm thu. Tuy nhiên cái thành phần đó thì lại không mời Ủy ban quận tham gia. Có bàn giao hay không thì quận cũng chưa để biết. Vậy là dù đã bỏ ra vài tỷ đồng để mua căn hộ, nhưng người dân vừa chưa được công nhận quyền sở hữu, vừa nơm nớp sống trong sợ hãi khi trên giấy tờ đây vẫn chỉ là những công trình xây dựng dang dở, hoàn toàn chưa được nghiệm thu, chưa được chứng nhận đảm bảo an toàn.